Trước khi đến với nội dung video ngày hôm nay thì bây giờ mình sẽ vào video mới nhất. Mình sẽ copy đường link và mình sẽ dành tặng cho bạn nào may mắn ở video trước đã trúng giải thưởng này. Rồi mình sẽ vào đây giá này. Cú pháp là like cộng với lại số điện thoại của bạn nhé. Rồi mình sẽ ghé trước comment này. Rồi như vậy là video trước đã có 8 người bình luận hợp lệ ha. Bây giờ mình sẽ quay random và tặng thưởng cho một bạn may mắn này. Rồi xin chúc mừng bạn Mr. Khoa, bạn sẽ nhận được một phần quà từ Văn Phúc TV ha. Và số tiền là tiền mặt ha. Rồi bây giờ mình sẽ chuyển tiền cho bạn này. Rồi xin chúc mừng bạn Khoa nhé. Và hy vọng mọi người sẽ tham gia tích cực với mini game của mình ha. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel YouTube của Văn Tuấn TV. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với kênh của mình thì có thông hộ mình bằng một like và một lượt đăng ký kênh tại đây ha, để không bỏ lỡ những video mới nhất đến từ kênh của mình nhé. Trước đây mình đã có một cái video hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta có thể liên kết đăng ký ví Shopify và liên kết Shopify với lại Shopee để mua hàng giá rẻ này. Đây, bạn nào mà chưa xem thì xem lại ha. Thì đối với những cái bạn mà lần đầu tiên đăng ký Shopify thì các bạn sẽ nhận được một phần quà trị giá 100.000. Rồi, bạn nào chưa xem thì chúng ta có thể xem lại cái video này nhé. Liên kết với Shopify với lại Shopee để chúng ta mua được những cái hàng ưu đãi, miễn phí vận chuyển, vân vân và nhiều cái ưu đãi hơn nữa. Thì bây giờ mình sẽ vào Shopify cho các bạn thấy này. Đối với những bạn nào mà lần đầu đăng ký thì sẽ nhận được một cái voucher 100.000 đến từ Shopify với điều kiện là các bạn phải liên kết với lại tài khoản ngân hàng. Rồi đầu tiên các bạn tải cái ứng dụng Shopify này về nè. Rồi sau đó vào phần một tôi này. Tiếp theo các bạn thiết lập thanh toán. Rồi các bạn thêm phương thức thanh toán vào. Đấy, thì bạn nào mà chưa liên kết với lại ngân hàng với lại Shopify thì các bạn vào đây. Các bạn liên kết vào. Add vào này. Rồi ở đây có hai mục ha, tài khoản ngân hàng hoặc là thẻ. Nếu bạn có tài khoản ngân hàng thì chọn tài khoản ngân hàng này. Trong này sẽ nó hỗ trợ một số cái ngân hàng. Thì đối với mỗi cái ngân hàng thì nó sẽ bắt buộc yêu cầu các bạn một số cái như sau. Ví dụ như là số thẻ này, chủ tài khoản, hiệu lực. Thì buộc các bạn phải có cái thẻ thì các bạn mới liên kết được. Ví dụ như chỉ hỗ trợ đầu số thẻ 970422 này đối với MyBank ha. Ở đây thì mình đã liên kết với lại VPBank rồi, cho nên mình sẽ không liên kết nữa. Mình sẽ sử dụng VPBank. Các bạn không quan tâm ở đây nó có cái gì trong này nữa ha. Và bây giờ mình sẽ vào mua hàng cho các bạn thấy này. Sau khi các bạn liên kết xong ấy thì các bạn sẽ vào Shopee này. Số điện thoại đăng ký Shopee phải trùng với lại số điện thoại đăng ký với lại ngân hàng và trùng với lại số điện thoại đăng ký với lại ví Shopee thì các bạn mới liên kết Shopee với lại Shopee được nhé. Tại đây các bạn vào một trang chủ, tiếp theo các bạn vào một gì cũng rẻ này, một cái. Rồi các bạn kéo xuống, ở đây sẽ có một số cái mã vận chuyển này. Bạn nào đang xài Shopee thì vào đây xem thử mình có được những cái mã này không nhé. Thì đây, ở đây mình có hai cái mã free ship này. Click vào, nó sẽ chuyển sang cho chúng ta một cái giao diện voucher của Shopee. Bạn kéo xuống này. Rồi, ở đây này, một số cái voucher mình đang có này. Lần đầu các bạn vào ấy, thì nó sẽ có cái chữ là thu thập tại đây. Thì các bạn click vào thu thập thì nó sẽ lưu lại cho chúng ta ha. Đây, ví dụ như cái này đi. Bấm vào lưu này. Đấy, nó sẽ lưu cho chúng ta ha. Rất nhiều cái mã ưu đãi giảm giá trong này. Thì tương tự như hai cái này cũng như vậy thôi. Lúc nãy khi chưa có chữ mua ngay thì chỗ này là cái chữ lưu này, mình bấm vào chữ lưu ha. Bây giờ mình sẽ vào mua cho các bạn thấy nè. Thì một số cái voucher nó sẽ có những cái điều kiện nhất định. Ví dụ như giảm 30.000 cho đơn tối thiểu 40.000 thì bấm vào điều kiện này. Đây, sản phẩm nạp điện thoại trực tiếp. Khi các bạn mua đơn 40.000 thì nó sẽ giảm cho chúng ta đơn 30.000 rồi. Khá là hời đúng không? Bây giờ mình sẽ vào mình sử dụng cái voucher giảm 30.000 cho đơn tối thiểu 40.000 này nè. Áp dụng cho cái ngành hàng là nạp tiền điện thoại nha các bạn. Đây nè, bấm vào chữ điều kiện ở bên dưới này. Rồi các bạn đọc này, ưu đãi này, giảm 30.000 cho đơn tối thiểu 40.000, sản phẩm áp dụng cho nạp điện thoại trực tiếp. Bây giờ mình sẽ bấm vào dùng ngay này. Đây các bạn sẽ bấm vào một nạp điện thoại này, nó ghi là giảm 30.000. Rồi các bạn sẽ chọn cái mảng giá nạp điện thoại ha. Bên này á, là có nạp trực tiếp với lại mua thẻ. Thì khi mà chọn qua mua thẻ thì cái voucher hồi nãy nó không cho mình mua thẻ để giảm mà phải nạp trực tiếp thì nó mới giảm ha. Rồi sau khi vào đây thì các bạn bấm vào chọn mảng giá thẻ cao này. Ví dụ như mình xem là hai cái mã này điều kiện là gì. Giảm 30.000 cho đơn tối thiểu 40.000. Đây mình sẽ sử dụng cái này ha. Giảm 30.000 cho đơn tối thiểu 40.000 này. Bây giờ mình sẽ mua thẻ cao 50.000. Mình sẽ bấm vào tiếp tục. Rồi tiếp theo các bạn chọn phương thức thanh toán này, Shopee Pay ha. Rồi các bạn chọn ngân hàng đã liên kết này.
Rồi bấm vào đồng ý. Rồi như vậy là mình đã sử dụng phương thức thanh toán là bằng ngân hàng thông qua ví Shopeepay nha các bạn. Các bạn phải có cái ví Shopeepay đó. Bạn nào chưa đăng ký thì xem lại video mình hướng dẫn đăng ký. Tiếp theo, cái mục voucher, mình sẽ bấm vào chữ voucher này. Thì cái voucher được giảm của mình hiện tại đang ở đây nha. Mình click vào sử dụng nè. Rồi, đồng ý. Thì nó sẽ giảm cho mình 30.000 nè. Tổng thanh toán của mình chỉ còn có 20.000 thôi, các bạn thấy chưa? Ở dưới này nè. Rồi, mình sẽ click vào nút thanh toán. Rồi, như vậy là cái mã giảm giá này nó đã được sử dụng hết rồi các bạn ơi. Rồi, khi thanh toán mà nó báo tiếc quá, mã giảm giá này không hợp lệ, vui lòng sử dụng mã giảm giá khác, tức là cái mã này nó đã hết rồi nha. Thì mọi người mau mau vào kiểm tra xem cái mã giảm giá trong ví mình còn thì lo sử dụng đi nhé. Chứ chưa đến hạn nhưng mà nó đã đủ cái số lượng người dùng rồi thì nó cũng đóng lại thôi. Khi các bạn sử dụng Shopeepay thì thường xuyên chúng ta mua được những cái đợt flash sale này. Ví dụ như mình mua cái thẻ cào mà giá 20.000 tại đây thì giá chỉ còn có 15.000. Bình thường các bạn ra tiệm hóa các bạn mua thì giá nó 20.000 là 20.000, làm gì có cái vụ mà 15.000 như vậy, đúng không? Bây giờ mình sẽ mua thử cho các bạn thấy này. Click vào đây nhé, 20.000 giá 15.000 này, bấm vào tiếp tục. Rồi bây giờ mình sẽ chọn phương thức thanh toán này, VP Bank này, Shopeepay. Rồi chọn tiếp theo là cái ngân hàng mà các bạn liên kết với lại Shopeepay. Chọn VP Bank, mình đang xài VP Bank cho nên mình sẽ chọn VP Bank. Bấm vào đồng ý này. Rồi các bạn đang thấy giá chỉ còn có 15.000 nữa chưa. Tiếp theo, nếu các bạn có voucher giảm giá thì các bạn chọn vào. Tại đây thì mình có một số cái voucher giảm giá nhưng mà nó không có đủ cái điều kiện, cho nên là mình sẽ không sử dụng được ha. Thì các bạn đọc những cái voucher này nè, cái này nó áp dụng cho giảm 30.000 cho đơn tối thiểu 0 đồng đối với cái loại hóa đơn ha. Rồi bấm vào đồng ý này. Như vậy là mình không có sử dụng mã voucher nào nhé. Thì cái này là flash sale thôi, cho nên là nó sẽ tự trừ cho mình 5.000. Rồi mình click vào nút thanh toán này. Tiếp theo, phương thức thanh toán của mình đang là tại đây. Rồi mình bấm vào thanh toán, nhập mật khẩu Shopeepay. Thì cái mật khẩu này khi đăng ký thì các bạn sẽ tự cài ha. Rồi, như vậy là mình đã mua thành công nhé các bạn. Mình có thể bấm vào xem chi tiết đơn hàng này. Đây, giá tiền 15.000. Tổng tiền thanh toán là 15.000. Và mình sẽ vào kiểm tra số dư. Đây là tin nhắn mà mình vừa nạp tiền thành công này. Như vậy là mình mua cái thẻ cào này 20.000 chỉ với giá 15.000. Rất là hời đúng không nào. Các bạn có thể thấy khi các bạn sử dụng Shopeepay này có rất là nhiều cái mục ưu đãi ở trong này ha. Kéo xuống này, những bạn mà đã lần đầu tiên đăng ký Shopeepay thì giảm 100.000 cho đơn hàng Shopee này. Rồi hai mã miễn phí vận chuyển này. Rồi hoàn tiền 20.000 này. Rồi combo 150.000 lần đầu nạp điện thoại này. Thì bạn nào mà chưa sử dụng ở Shopeepay thì mau mau đăng ký đi. Thì trong này sẽ có rất là nhiều cái mã giảm nữa. Ngày giảm 30.000 cho đơn tối thiểu 0 đồng này, rất là nhiều ha. Rồi, nếu bạn muốn lưu cái mã này thì các bạn click vào chữ lưu và đọc điều kiện và chúng ta sử dụng cái mã đó thôi. Cái lượt sử dụng là có hạn chứ không phải là vô hạn đâu. Nhanh tay kẻo lỡ giảm 30.000 cho đơn tối thiểu 0 đồng. Áp dụng cho hóa đơn tiền điện. Như vậy là khi các bạn thanh toán hóa đơn tiền điện ở trên này thì các bạn sẽ được giảm 30.000. Thì đối với lại Shopee thì cũng thường xuyên tặng cho chúng ta những cái mã miễn phí vận chuyển. Cũng rất là ok đấy. Ví dụ như mình mới mua cái USB Wi-Fi này đi thì số tiền là 48.000, phí vận chuyển là 42.000, thì mình đã được giảm 30.000 luôn này cho cái phí vận chuyển, vì mình vận chuyển về địa chỉ này nè, địa chỉ ở quê, cho nên là phí ship khá là cao, 42.000 mà mình được giảm 30.000 rồi. Thì nhờ những cái voucher giảm giá từ Shopee thì mình mới mua được, chứ không tiền vận chuyển nó bằng tiền sản phẩm rồi ông nội nào mua nữa. Rồi nội dung như video là như vậy nhé. Nếu mọi người thấy video hay và hữu ích thì có thể ủng hộ mình bằng một lượt like và một lượt đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất đến từ kênh mình nhé.